Anh cảm nhận về cái chất âm như này anh đã ưng ý chưa anh? Tuyệt vời. Cho trừ 5 sao. Vâng. Thưa quý vị là cảm ơn anh Sao rất là nhiều cho quý vị. Và đặc biệt là cái không gian này thì như hôm em tư vấn cho anh nhỉ, là mình chọn cái chân loa rồi. Thưa quý vị là đầu tiên thì như video quý vị biết là anh Sang đã có một cặp loa Bose rồi này. Nhưng mà anh cảm nhận so với trước thì Bose 301 CRM với cặp Passion 12 này thì anh cảm nhận nào? Cứ thực tế thôi. Thì cái này là chắc chắn là nó hay hơn cái cũ nhiều rồi. Vâng. Dạ dạ. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu. Sau một thời gian rất là dài nghỉ dịch thì ngày hôm nay Trường Thành Audio bắt đầu hoạt động trở lại và có rất nhiều đơn hàng mà tất cả những quý vị và các bạn đã đặt hàng của Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Và trong cái video ngày hôm nay thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng với Quang Trường chúng ta sẽ đi lắp đặt một cái bộ dàn âm thanh karaoke tại quận 11 như quý vị cho một anh khách rất là tuyệt vời, anh Nguyễn Cao Sang như quý vị. Và chúng ta sẽ qua lắp cho anh Sang một cái bộ dàn âm thanh cực kỳ chất và thu cũ đổi mới nha quý vị, thu cũ lại cái bộ dàn của anh Sang. Và quý vị nhớ share hết video và Trường Thành Audio sẽ thanh lý luôn cái bộ dàn mà đã thu cũ của anh Sang cho toàn thể quý vị và các bạn. Và đây, trước khi chúng ta đi lắp cái bộ dàn của anh Sang thì xin mời quý vị cùng lướt qua rất nhiều đơn như quý vị, loa D88 Limited quý vị này, rất nhiều đơn Trường Thành Audio chuyển hết lên showroom này và chúng tôi sẽ chuyển COD và lắp đặt giao hết trong ngày cho quý vị và các bạn. Đây thì quý vị rất là nhiều đơn nha. Và đặc biệt là cái lô hàng Micro Vatasa quý vị này, Micro Vatasa về rất là nhiều, Micro Vatasa T500. Và trong ngày hôm nay thì Trường Thành Audio cũng gửi hết tất cả những đơn hàng này cho toàn thể quý vị và các bạn. Và đây, xin mời quý vị cùng đi theo Quang Trường chúng ta ra xe ô tô và đấy anh em mới chuyển hàng lên trên xe nha quý vị. Thưa quý vị là bây giờ thì Quang Trường đã có mặt tại nhà anh Sang nha quý vị. Đây, và trong cái bộ dàn ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ lắp đặt cho anh Sang là bao gồm cặp loa JBL Passion 12 quý vị này, chiếc cục đẩy công suất Crown T5 chính hãng. Rồi đây, thưa quý vị, trong cái bộ dàn combo này của chúng ta thì sẽ có chiếc vang số quý vị này. Chiếc vang số đời mới rất hay nha, Vatasa V6 Pro. Đó, Vatasa V6 Pro rất là hay. Và bây giờ cameraman có thể quay cái không gian rộng này cho quý vị các bạn xem này. Đây thì quý vị là trong cái bộ dàn này của chúng ta thì quý vị nào mà săn hàng thanh lý thì Trường Thành Audio sẽ thanh lý lại cái bộ dàn này cho anh Sang như quý vị. Đặc biệt là Trường Thành Audio sẽ thu lại này một cặp loa Bose 301 CD5 hàng chính hãng của anh Sang này. Và những thiết bị này, đó, anh Sang trước kia anh đã dùng là Amizago Suzang quý vị này, dòng này của Sóng Nhạc nhé, nhập khẩu. Và trên này là chiếc vang cơ kỹ thuật số của Varamax. Và bây giờ thì anh sẽ đổi lấy cái bộ dàn âm thanh cao cấp hơn, đời mới hơn để thay thế cho cái bộ dàn hiện tại nha quý vị. Một cặp loa JBL Passion 12 của chúng ta này, một chiếc cầu đẩy công suất Crown T5, một chiếc vang số đời mới ngập tràn công nghệ đến từ thương hiệu của Nhật như quý vị, Vatasa V6 Pro. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng với Quang Trường chúng ta bắt đầu lắp đặt và setup cái bộ dàn âm thanh này cho anh Sang nha. Thưa quý vị, và bây giờ thì đội ngũ anh em Trường Thành Audio sẽ lắp đặt cái bộ dàn này nha quý vị. Và lát thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái chất âm nha quý vị. Đây là cặp chân loa gỗ cao 90 cm. Với những cấu hình không gian gia đình kiểu này thì chúng ta nên sử dụng những cái cặp chân loa gỗ như này thì nó rất là đẹp nha quý vị. Và khi chúng ta để trên những cái chân loa như này thì cái góc nha quý vị, cái góc mà chúng ta nghe nó sẽ được độ phủ rộng hơn rất là nhiều. Thưa quý vị là sau một thời gian thì Quang Trường và Hữu Trọng đã lắp đặt xong một bộ dàn combo này cho nhà anh Sáng nha quý vị. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng với Quang Trường chúng ta tìm hiểu xem
trong cái combo ngày hôm nay của chúng ta thì có những thiết bị gì. Và đặc biệt thưa quý vị, lát nữa thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một cái đoạn nhạc như quý vị chúng ta sẽ trải nghiệm trên một cái hệ thống bộ dàn combo karaoke này cho nhà ánh sáng rất hay đấy quý vị, cực kỳ đẳng cấp. Và đầu tiên thưa quý vị là trong cái bộ dàn combo này của chúng ta thì có ngay cặp loa của thương hiệu JBL Passion 12. Thưa quý vị, đây là một cái mã loa có 3 đường tiếng và chất âm cực kỳ hay nha quý vị, bao gồm một loa bass 12 in quý vị này, hai loa chung và hai loa tép. Đây là một cái mẫu loa mà Trường Tài Audio bán cực kỳ chạy và đây là một cái sản phẩm chính hãng của tập đoàn Hackman sản xuất nha quý vị. Với tất cả những cái sản phẩm chính hãng của JBL, đặc biệt là những cái dòng bass 30 này thì nó cho một cái chất tiếng bass rất là dày quý vị này, tiếng chung, tiếng tép dịu nhẹ, rất là phù hợp với những cái hệ thống không gian karaoke gia đình. Và đặc biệt là trong cái hệ thống này của chúng ta thì được ghép bởi một chiếc vang số có công nghệ mới nhất và chất âm tiếng music, tiếng nhạc hay nhất hiện nay nha quý vị. Tiếng micro thì chống rú tốt quý vị này. Và đây là chiếc vang số của chúng ta, Vatasa V6 Pro. Chiếc vang số này thì nó được sở hữu rất nhiều những công nghệ mà Quang Trường đã giới thiệu cho quý vị trong thời gian qua rất là nhiều rồi. Và đặc biệt là chiếc vang số này thì nó có bộ giải mã 32 bit quý vị này. Và đằng trước thì chúng ta có thể chọn các chế độ mode có sẵn ở đây. Và chúng ta có thể sử dụng điện thoại nha quý vị, sử dụng trên cái phần mềm điện thoại này để chúng ta chọn tất cả cái chế độ, chúng ta điều khiển toàn bộ cái chiếc vang số này. Chỉ việc tải một cái app rất là đơn giản thôi. Và bên dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, đây là chiếc cục đẩy công suất Crown T5 nha quý vị. Đây là chiếc cục đẩy công suất Crown T5, hàng chính hãng, nhập khẩu. Và với cái cục đẩy Crown T5 này thì Trường Tài Audio bảo hành lên tới 3 năm nha quý vị, cam kết hàng chính hãng 100%. Và chiếc vang số Vatasa V6 Pro này thì được Trường Tài Audio bảo hành lên tới 2 năm cho quý vị và các bạn nha. Đặc biệt là chiếc vang số này thì nó có thêm cái anten này quý vị này. Và cái anten này thì nó sẽ phát sóng wifi để khi chúng ta sử dụng cái chiếc điện thoại di động, chúng ta sẽ kết nối với cái phần mềm chúng ta tải về và Trường Tài Audio sẽ làm riêng một cái video hướng dẫn cho toàn thể quý vị và các bạn nha. Và đặc biệt là trong cái hệ thống này của nhà ánh sáng thì anh đã có sẵn là một bộ micro trước rồi. Ngày hôm nay thì Trường Tài Audio nâng cấp lên cho anh thì vẫn tận dụng cái bộ micro này được nha quý vị. Và một chiếc loa sắp điện bass 30 ở bên này. Đó, rất là ok nha quý vị. Nói chung là những cái sản phẩm nào mà Trường Tài Audio bảo khách hàng vẫn tận dụng được thì chúng ta nên để lại để sử dụng. Còn những sản phẩm nào mà chất lượng nó kém quá thì chúng tôi mới bảo quý vị thay thế thôi. Nói chung là để đầu tư một cái cấu hình thì chúng ta có rất nhiều cái yếu tố để cho một cái bộ dàn âm thanh hay như quý vị. Ngoài loa xịn quý vị này, vang số xịn, cục đẩy xịn, loa súp chất lượng tương đối như quý vị. Thì sau khi Quang Trường căn chỉnh, cài đặt tất cả trên hệ thống đắp tuyến của chiếc vang số này thì nó sẽ cho ra một chất âm rất là hay, tinh tế và đẳng cấp nha quý vị. Và ngay bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị cùng với Quang Trường chúng ta sẽ nghe và trải nghiệm thử một cái đoạn nhạc bolero nha quý vị. Và đặc biệt là tất cả những hệ thống mà khi Trường Thành Audio đi lắp đặt thực tế này thì chúng tôi đều thu âm trực tiếp từ hệ thống máy quay nha quý vị, máy quay, máy ghi âm, máy thu hình. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta hãy kiếm lấy một chiếc tai phone chất lượng tốt và chúng ta cảm nhận thưởng thức một cái bản nhạc nha.
Bây giờ thì chúng ta sẽ test thử cái tím micro nha quý vị. Vừa rồi thì Quang Trường đã setup xong toàn bộ music này, tím micro cho cái bộ dàn combo này nhờ ánh sáng nha quý vị. Đây, bây giờ Quang Trường sẽ chuyển sang chế độ karaoke nha quý vị. Với chiếc vang số Vatasa V6 Pro này thì Quang Trường căn chỉnh cho ánh sáng là gì? Chế độ 1 là chế độ karaoke tổng hợp quý vị này. Và chế độ 2 là chế độ nghe nhạc. Khi chúng ta chuyển sang chế độ nghe nhạc thì tiếng micro sẽ không có nha quý vị, sẽ không có tác dụng này. Đó, cho nên là rất an toàn với loa, chúng ta sẽ không bao giờ sợ khi nghe nhạc bị hú mic rồi bị ảnh hưởng đến cái chất lượng của loa nha quý vị. Và cái chế độ 3, kênh 3 thì chúng tôi cài là chế độ karaoke 3 này, và chế độ 4 là karaoke 4, sẽ thay đổi cái chế độ reverb và echo khác nhau. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ 1, quý vị chỉ cần giữ tay vào đây này khoảng 3 giây. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ thử cái tiếng micro nha. Alo, 1, 2, đi, 6, 7, Alice. Đêm bao lá vàng đốn từ tình cũ, với mây trời xa dịu bước em đi, nước mắt chìm kéo sóng rượu phân ly, để cho tình mới đẹp như lúc đầu. Thưa quý vị, do dịch Covid cho nên là Quang Trường bắt buộc phải sử dụng khẩu trang để đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình và mọi người xung quanh như quý vị. Cho nên là dĩ nhiên là chúng ta sẽ không thể nào mà thu được một cái chất lượng micro chuẩn nhất được do cái mùa dịch, cho nên là quý vị thông cảm nhé. Để mà chúng ta trải nghiệm thực tế thì xin mời toàn thể quý vị hãy qua showroom của Trường Thành Audio, hoặc chúng ta cố gắng kiếm một chiếc tai phone có chất lượng tốt một chút nha quý vị, để chúng ta cảm nhận được những cái chất âm mà Trường Thành Audio thu lại. Dĩ nhiên thì khi chúng ta đứng trước một cái bộ dàn âm thanh karaoke hay như này, chúng ta sẽ nghe nó có rất nhiều cảm xúc nha quý vị. Và đặc biệt là khi chúng ta quyết định mua những cái hệ thống bộ dàn âm thanh karaoke này thì chúng ta hãy mua bằng sự cảm nhận của đôi tai nha quý vị. Và thứ hai là những cái sản phẩm thương hiệu đã được khẳng định và được rất nhiều người tin dùng rồi nha quý vị, cực kỳ nhiều người tin dùng. Cho nên chúng ta đừng mua những cái sản phẩm mà nó không rõ thương hiệu, không rõ xuất xứ ngoài thị trường. Và trong âm thanh thì thứ nhất chúng ta đừng nên mua bằng mắt nha quý vị. Mua bằng mắt thì chúng ta nên đi mua những thiết bị đồ gỗ, đồ mộc thì nó sẽ hợp lý hơn. Thưa quý vị, và bây giờ thì sau khi lắp đặt xong thì Quang Trường sẽ thử hỏi anh Sang xem là cái cảm nhận của anh về cái công việc của hôm nay Quang Trường và Trường Thành Audio lắp đặt như nào anh nhé. Anh cảm nhận về cái chất âm như này anh đã ưng ý chưa anh? Tuyệt vời, cho trường 5 sao. Vâng, thưa quý vị là cảm ơn anh Sang rất là nhiều nha quý vị. Và đặc biệt là cái không gian này thì như hôm em tư vấn cho anh nhỉ, là mình chọn cái chân loa rồi. Thưa quý vị, là đầu tiên thì như video quý vị biết là anh Sang đã có một cặp loa Bow rồi này. Nhưng mà anh cảm nhận so với trước thì Bow 3 là 1 C5 với cái cặp Passion 12 này thì anh cảm nhận nào? Cứ thực tế thôi. Thì cái này là chắc chắn là nó hay hơn cái cũ nhiều rồi. Vâng. Dạ dạ. Thì vừa đấy em cũng đang hướng dẫn cho nhiều nhá. Thì cái chiếc loa số này thì anh cứ nhớ này, chế độ 2 là mình chọn để nghe nhạc này. Chế độ 1 là tổng hợp karaoke tổng hợp. Chế độ 3 là karaoke chế độ 3. Và karaoke chế độ 4. Còn cục đẩy là anh em vặn kịch như này là em khóa lại rồi nha. Thế là mình không cần phải tăng thay đổi cái chiếc áp của cục đẩy này. Thì chỉ nghe thay đổi nó lúc này thôi. Vâng, đúng rồi ạ. Và thưa quý vị, là thay mặt là Trường Thành Nhau Lô thì cảm ơn anh chị rất là nhiều đã tạo điều kiện cho Trường Thành Nhau Lô, đặc biệt là em qua trường lắp đặt cùng gia đình mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh chị là nghe nhạc bên hệ thống dàn karaoke giải trí thật hạnh phúc. Để nâng cấp mà những bộ dàn âm thanh karaoke gia đình hay hơn, và đặc biệt là đầu tư những cái bộ dàn hệ thống âm thanh mới, thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ đến với Trường Thành Audio nha. Đặc biệt là Quang Trường và đội ngũ anh em tư vấn viên sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn một cái giải pháp tối ưu hóa nhất để chúng ta làm sao mua được những cái bộ dàn âm thanh karaoke phù hợp với tầm tiền, đúng không quý vị, và chúng ta lại mang lại được một cái chất âm hoàn toàn hợp lý và phù hợp được với những cái không gian, cái nhu cầu thưởng thức âm nhạc của quý vị và các bạn nha. Và quý vị nhớ cho qua trường xin một like, subscribe, share kênh, và đặc biệt quý vị nhớ đăng ký kênh để cập nhật rất nhiều những video mới nhất của Trường Thành Audio nha. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong một video